Xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn xong cho các em ở cái phần bài tập của bài 6 cung chứa góc đúng không? Thì thầy cũng đã nói trước rồi, cái bài này là một trong những cái bài nó hơi bị khó hiểu, đặc biệt là về cái bài toán quỹ tích. Nghĩa là chúng ta hình dung khi mà chúng ta muốn làm được cái bài toán quỹ tích thì chúng ta phải biết được cái ở cái độ chỗ nào là cố định và cái chỗ nào là thay đổi, để mà chúng ta tìm giữa cái mối liên hệ giữa cố định và thay đổi để chúng ta giải quyết cái bài toán quỹ tích một cách hợp lý nhất. Và chúng ta dựa vào những kiến thức hình học mà chúng ta được học từ đầu cho tới giờ ha các em ha. Rồi thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái tiết luyện tập. Thì trong đây có là 5 bài, thì trong clip này thì thầy sẽ quay 3 bài đầu tiên, bài 48, 49 và 50. Còn clip thứ hai ở trong bài luyện tập này là thầy sẽ quay ở bài 51 và 52 ha. Thực sự là thầy cũng cảm ơn các em cũng đã theo thầy từ năm lớp 8 tới bây giờ. Thì kênh thầy bây giờ hiện tại cũng đã trên 100k sub, thì thầy cũng chưa nhận được nốt bạc đâu các em. Nếu nhận được cũng phải 3 đến 4 tháng nữa. YouTube nó đang rà soát và in ấn này nọ kính thưa các loại, chứ không phải là đạt 100k sub là sẽ được nhận nút bạc liền đâu các em. Đó, khi nào mà có nút bạc thì thầy sẽ quay cho các em xem nha. Ok, bây giờ cái trước mắt là chúng ta cứ nên tập trung vào cái việc học cái đã. Ok, rồi chúng ta sẽ đi sang bài 48 các em nha. Rồi chúng ta đi sang bài 48 các em nha. Doraemon hiện thoại này các em. Cho hai điểm AB cố định. Ở đây người ta cho không phải cho đoạn thẳng mà là cho hai điểm AB cố định các em ha. Đó, phần này là phần cố định này. Giống như ban đầu thầy đã giới thiệu đúng không? Từ A về các tiếp tuyến với các đường tròn tâm B có bán kính không lớn hơn AB. Khi người ta đọc cái đoạn này người ta có hiểu không nào? Thầy nói là này. Thầy vừa đọc vừa phân tích nhé. Từ cái điểm A này này, chúng ta sẽ vẽ các cái tiếp tuyến với các đường tròn tâm B, chứng tỏ chúng ta phải vẽ giùm thầy cái đường tròn tâm B trước. Sau đó chúng ta xuất phát từ cái điểm A đó, chúng ta kể cái tiếp tuyến với tiếp tuyến tại cái đường tròn tâm B, và cái tiếp tuyến này cái độ dài của nó không lớn hơn AB, nghĩa là nó nhỏ hơn cái đoạn thẳng AB. Các em hiểu không nào? Người ta yêu cầu là tìm quỹ tích các tiếp điểm. Quỹ tích các tiếp điểm ở đây nghĩa là đó chính là cái tiếp tuyến tại A này nó tiếp xúc với đường tròn tâm B tại tiếp điểm, đúng không? Thì xem thử là cái tiếp điểm nó ở đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy hai cái điểm cố định đây. Thầy sẽ vẽ hình cho em xem nhé. Ban đầu thầy sẽ lấy đây là điểm A, dù đây là điểm B đây, được chưa nào? Bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn tâm B trước, được không nào? Thầy sẽ vẽ đường tròn tâm B trước, sau đó thầy sẽ từ A này thầy sẽ kể cái tiếp tuyến của đường tròn tâm B này tại A nha. Ok, thầy sẽ vẽ đường tròn, chắc thầy đưa ra tại vì lúc các em đã biết cái combo thầy nó cao lắm các em. Đây này. Đó, thì thầy vừa mới vẽ cái đường tròn, thầy đưa ra bên ngoài, thầy vẽ cái đường tròn tâm B này. Bây giờ chúng ta dùng thước, chúng ta kể cái tiếp tuyến của đây này, từ A vẽ các tiếp tuyến với đường tròn tâm B này có bán kính là không lớn hơn AB. Như vậy thì nó có này, tiếp tuyến tại A. Nè. Rồi chúng ta sẽ thêm về tiếp tuyến, thầy sẽ vẽ cái bán kính ở đây để nó vuông góc ha. Thầy sẽ căn đi qua A và đồng thời vuông góc các em ha. Ta giả sử như lấy đây là một điểm C này, được chưa nào? Thì cho đây vuông góc này. Thầy nói A với B lại nhá. Đó. Ok. Ở đây yêu cầu người ta là tìm quỹ tích các tiếp điểm. Tiếp điểm ở đây là C này, nghĩa là khi AB mà cố định này,
thì khi B này cố định thì tìm cái quỹ tích. Quỹ tích nghĩa là tập hợp của điểm C, C1, C2 gì đó, nó sẽ nằm ở trên cái đường nào. Nghĩa là khi AB này cố định thì anh này nó thay đổi và nó luôn luôn nằm trên cái đường nào, hiểu nào? Như vậy thì các em thấy này, em nhìn đây thầy hướng dẫn các em chứng minh này. Các em thấy rằng là vì từ A chúng ta vẽ các tiếp điểm đường tròn tâm B thì chúng ta chứng tỏ là AC này này nó sẽ như nào cho BC, AC sẽ vuông góc với BC nên cái góc ACB là bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Có đúng nào? Trong khi đó là AB này cố định, chứng tỏ là cái quỹ tích tiếp điểm của điểm C này này, đó chính là gì? Đó chính là nó nằm trên cái đường tròn đường kính AB các em nhé, nó nằm trên đường tròn đường kính AB đó. Nếu như mà tính ra mà nó là góc nội tiếp, các em còn nhớ là góc nội tiếp mà chắn chắn nửa đường tròn nó vuông góc này theo cái hệ quả, các em còn nhớ nào đó, góc nội tiếp. Rồi như vậy thì chúng ta có này, ta có AC thì vuông góc với BC, có đúng không nào? Đó, nên chúng ta suy ra cái góc ACB sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ, đúng chưa? Trong khi đó AB của chúng ta là cố định, cố định. Như vậy thì ở đây chúng ta có là vậy cái quỹ tích tiếp điểm C đó chính là cái đường tròn nha em, đó chính là nó sẽ chạy trên cái đường tròn đường kính AB nha, đường tròn đường kính AB nha các em nha, đường kính nha là đường kính AB đó. Đây chính là bài 48, nó chỉ đơn giản như vậy thôi các em nhé. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 49 các em nhé. Rồi chúng ta có bài 49 các em nhé. Dựng tam giác ABC, biết BC là bằng 6 cm, góc A là bằng 40 độ và đường cao AH là bằng 4 cm. Nghĩa là chúng ta dựng cái tam giác mà nó phải phù hợp với cái yêu cầu đề bài là đúng theo các cái số đo này trong đề bài, đúng không nào? Thì bước đầu thầy hướng dẫn này, bước đầu chúng ta sẽ tiến hành dựng giùm thầy cái đoạn thẳng BC là 6 cm cố định, được chưa nào? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành dựng cái góc A là bằng 40 độ, nghĩa là chúng ta dựa vào bài 46 nha. Trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài 46 dựng cái cung chứa góc bằng 55 độ, thì chúng ta làm tương tự với cái bước làm đối với cái góc A bằng 40 độ này nha. Chúng ta dựng cái cung chứa góc góc A này là bằng 40 độ trên cái đoạn thẳng BC bằng 6 cm, được chưa nào? Đó là bước thứ hai. Bước thứ hai ba là để chúng ta dựng được cái đường cao AH này này, thì đầu tiên chúng ta sẽ dựng một cái đường thẳng XY nào đó mà nó song song với cái đoạn thẳng BC nha, nhớ là song song với đoạn thẳng BC, và cách cái đoạn thẳng BC này là 4 cm, các em hiểu không nào? Ví dụ đoạn thẳng BC đây thì chúng ta dựng ở trên đây là đường thẳng XY và cái khoảng cách của nó ở hai đoạn này là bằng 4 cm, các em hiểu không nào? Chúng ta gọi A là cái giao điểm của cái đường thẳng XY đó với cái gì nào? Với cái cung chứa góc mà nãy chúng ta dựng ở trên cái góc A này này, của góc A này nó, sau đó chúng ta hạ từ A chúng ta hạ xuống H thì nó vuông góc với BC, thì khi đó AH này chúng ta cần tìm, được chưa nào? Đó là chúng ta nói sơ qua cái việc dựng của cái hình bài 49 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng thước và chúng ta dựng nha. Ban đầu thầy sẽ dựng B đoạn thẳng BC bằng 6 cm, ok. Đây em, trên giấy của thầy nó hơi nhỏ nên thầy vẽ cái đoạn thẳng BC hơi nhỏ nha, cứ thầy lấy một ô là hai đơn vị đi, BC đây là 6 cm cố định này.
được chưa? Sau đó thầy sẽ tiến hành dựng cái cung, cung chứa cái góc A này này bằng 40 độ, thì chúng ta dựa vào ở cái bài 46 nha. Chúng ta còn nhớ không nào? Thầy sẽ nhắc lại em xem nha. Để mà dựng được cái cung chứa góc bằng 40 độ đây, thầy lấy cái thước đo góc. Giờ nó rớt ở dưới đất ấy ạ. Đây đây. Chúng ta cần phải gì? Dựng cái tia BX. Dựng cái tia BX nó tạo với cái đoạn thẳng BC này một góc bao nhiêu độ? 40 độ nha. 40 độ. Đây 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 đây. Các em thấy cái đường này không? Cái đường này không nào? Nó trùng nha, đặt cái trùng tại B đây. Thấy không? 40 độ rồi đâu các em? Đây đây, thấy không? Thấy không? Thầy chấm ở đây nha. Đó. Các em thấy chưa? Thầy sẽ nói đây, dấu chấm ấy, thấy không? Thấy không? Thầy dấu chấm ấy không? Đây đây đây. Nếu cái hay thì nhớ thấy quảng cáo thì click tiếp theo nha. Đây là BX này. Đó. Thì góc này nó sẽ tạo với một góc là bao nhiêu độ các em? 40 độ này. Sau đó thầy sẽ dừng cái đường trung trực các em ha. Trung trực. Bây giờ ở đây thầy sẽ dừng một cái đường thẳng D là đường trung trực. Cái này vuông góc này. Cái này đoạn bằng nhau này. Sau đó thầy sẽ vẽ cái tia BI ha. Tia BI vuông góc với BX và nó cắt cái đường trung trực này ở đâu thì đó chính là cái tâm O ha. Chỗ đây vuông góc. Các em nhớ lại chưa? Đó, dựng cái góc 40 độ đó. Ok. Sau đó thầy sẽ vẽ cái cung tròn ha. Thầy sẽ vẽ cung tròn cái bán kính ở đây là OB. Thầy sẽ đưa ra bên ngoài thầy vẽ nhá. Đây nha. Các em thấy thầy vừa mới đưa ra bên ngoài thầy vẽ cung tròn bán kính là OB ha. Các em đã hiểu chưa? Sau đó thầy sẽ tiến hành vẽ một cái một cái đường thẳng. Hồi nãy thầy nói là XY đúng không? Bây giờ thầy sẽ vẽ một cái đường thẳng AB đi. Nó sẽ song song với cái BC này và cách cái đoạn thẳng BC là bằng bao nhiêu? 4 cm nha. Đây. Song song các em à. Song song nha các em. Song song phải không? Cách 4 cm. Đó. Cách 4 cm. Đây, ha này. Đây là A, đây là B. Có được không nào? Đó. Chúng ta sẽ gọi A, một cái điểm A nào đó là giao điểm của cái đoạn cái đường thẳng AB này này với cái cung chứa cái góc, cung chứa góc. Đây, cung chứa góc 40 độ này. Đó. Đó. À. Đó. Chúng ta nói B với C là như vậy. Bây giờ AH là đoạn nào? Đó chính là cái đường cao mà nằm ở phía bên ngoài các em ha. Chúng ta hạ đường cao xuống. Đây chính là H này em. Đoạn này là 4 cm. Được chưa? Cái hình là như vậy. Nãy giờ thầy vừa nói vừa trình bày, chắc có lẽ các em hiểu rồi đúng không? Bây giờ thầy sẽ ghi lại để chúng ta trình bày vào trong vở nhé. Đầu tiên, ban đầu chúng ta dựng cái đoạn thẳng BC ha. Dựng đoạn thẳng. Cứ chúng ta làm ở nào trước thì chúng ta ghi trước thôi. Được chưa? Dựng đoạn thẳng BC. Bước thứ hai là chúng ta sẽ tạo góc 40 độ này. Mình cắt là vị BX. Đúng không? Tạo với BC 40 độ gì đó. Thì ở đây chúng ta ghi cho thầy là dựng cung chứa cái góc 40 độ trên đoạn thẳng.
BC chúng ta cách trình bày là cách trình bày dựa, nếu mà giáo viên các em yêu cầu mà trình bày kỹ rõ ra nữa đấy thì chúng ta dựa vào bài 46 nhé các em nhá, hiểu không nào? Chúng ta xem lại bài 46 thì chúng ta sẽ hiểu cách trình bày rất là dễ các em ạ. Và ở đây thì thầy hồi nãy trong quá trình làm thầy cũng đã trình bày lại một lần rồi, còn cái việc ghi ra thì chúng ta dựa vào bài 46 chúng ta ghi, hiểu không nào? Tiếp tục chúng ta dựng cái đường thẳng gì các em, AB hả, đường đây, dựng đường thẳng AB này. Song song với BC, song song với BC ha, và cách BC một khoảng bằng 4 cm đó, được chưa? Đây, như vậy giao điểm của đường thẳng B, giao điểm của đường thẳng AB này với cái cung tròn này ở đâu thì đó chính là điểm A chúng ta cần tìm. Sau đó chúng ta nối AB với AC lại thì chúng ta sẽ ra được cái kích thước của cái tam giác ABC chúng ta cần tìm. Các em hiểu không nào? Sau đó chúng ta hạ cái đường A cao xuống, AH xuống thì ra vậy thôi. Rồi tiếp tục, gọi A là giao điểm của cái đường thẳng AB và cái cung chứa góc, cung chứa góc 40 độ, đúng không nào? Khi đó cái tam giác ABC là cái tam giác cần dựng đó, em hiểu không? Biết tại sao đây là 40 độ mà ngay chỗ đây thầy nói tại sao nào? Đây là góc nội tiếp này, đây là góc tạo bởi tiêu trực tuyến, nó đều chắn cung BC này, chứng tỏ đây 40 độ thì đây là 40 độ này các em, chứ không bảo thầy Quang nói sao góc B dưới đây 40 độ mà trên đây là góc A là sao không thay độ. Nghĩa là đây là thầy nói lại này, đây là góc BAC, đây chính là góc nội tiếp này, cái góc CBX đây chính là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung này, thì hai góc này nó cùng chắn cái cung BC này thì nó sẽ bằng nhau, ở đây 40 độ thì ở đây cũng sẽ 40 độ nha. Còn nếu ta muốn rõ hơn nữa thì ở đây là cái góc BAC này sẽ bằng góc CBX này, sẽ bằng 40 độ nha các em nha. Đây là góc nội tiếp, đây là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung này. Các em rõ chưa? Đó, bài này cũng khá là hay ha. Ta nhìn hình một xíu nè, thấy cái hình chưa? Rõ chưa? Nếu còn ai thì chúng ta bấm dừng lại để chúng ta vẽ nha. Đây, bài trình bày này. Ok, chúng ta đi sang bài cuối cùng nha, bài 50 nhé. Rồi, chúng ta có bài 50. Cho đường tròn đường kính AB cố định, đường tròn đường kính AB cố định ha. M là một điểm chạy trên đường tròn. Trên tia đối của tia MA lấy điểm Y sao cho MY bằng 2 lần MB. Rồi, giờ nói thì có vẻ ấy, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ hình cái đã. Như vậy bây giờ thầy sẽ vẽ cái đường tròn đường kính AB cố định. Được nào? Thầy sẽ vẽ cái đường tròn đường kính AB cố định ở bên ngoài cho em xem nha. Đó. Thầy vừa mới vẽ xong cái đường tròn đường kính này các em. AB cố định tiếp. M là một điểm chạy trên đường tròn, nghĩa là nó sẽ chạy bất kỳ ở trên đường tròn này, nó chúng ta lấy ở đây cũng được, ở đây cũng được, chúng ta đừng lấy trùng với cái điểm A với B này là được, mà chúng ta chỉ lấy bất kỳ trên này. Thì ở đây thầy sẽ chọn chỗ đây đây, hay là ở đây nha, tùy. M nó chạy nha em nha, nó chạy mà, nghĩa là không cố định đấy. Trên tia đối của tia MA, tia MA, rồi đây chúng ta sẽ tiến hành vẽ trước. Bây giờ trên tia đối của tia MA, như vậy tia MA là tia từ đây qua đây, các em hiểu không nào? Nếu mà nói tia đây này, tia thì ở đây cố định, phần này có quyền kéo dài tia MA này, còn trên tia đối á, thì nó sẽ nằm phía bên đây. Lấy điểm Y sao cho MY
không? Lấy điểm y sao cho MI bằng 2 lần MB. Như vậy bây giờ thầy sẽ nói MB lại. Nghĩa là chúng ta lấy cái điểm y nào đó, đây trên tia đối là chỗ này. Tia đối của MA là phía bên này ha. Đây này, thầy chưa lấy điểm y nha. Bây giờ chúng ta thấy này, từ cái đoạn này chúng ta lấy gấp 2 lần. Đây. Y này. Tia là cái cố định góc tia, còn phần kia chúng ta có quyền kéo dài các em ạ. Toán học là như vậy ha. Thì cái đoạn MI này bằng gấp 2 lần MB nha. Câu A, chứng minh AIB. AIB thầy sẽ nói IB lại. Chứng minh cái góc AIB là không đổi, không đổi ha. Rồi. Như vậy thì để xem thử là cái chứng minh cái góc AIB là không đổi đây các em. AIB là góc đây, góc Y này. Nghĩa là cái góc Y đây là không đổi. Không đổi nghĩa là chúng ta phải chứng minh nó cố định ở một cái số đo nào đó, một cái số đo nào đó. Thì nếu chúng ta tính được ở góc Y này mà ra được một số đo nào đó thì coi như bài này đã được giải quyết ha. Rồi chúng ta nhìn đây thầy hướng dẫn này. Nhìn định hình nha. Khi mà muốn làm hình chúng ta phải nhìn định hình trước, chúng ta định hướng trước, sau đó chúng ta lập luận, sau đó chúng ta ghi được. Chứ chúng ta chưa có cái định hướng mà chúng ta ghi thì nó rất là khó các em ạ. Rồi nhìn đây, chúng ta để ý thầy trong cái đường tròn này này, đường tròn tâm O bán kính A, thầy nói đường kính AB. Như vậy M ở này, các em thấy không nào? Cái góc AMB đây chính là góc gì? Đây chính là góc nội tiếp. Mà góc nội tiếp này là chắn nửa đường tròn, chứng tỏ cái góc này là góc vuông đúng không nào? Theo hệ quả đúng chưa? Nghĩa là bằng 90 độ. Ở đây vuông thì chắn ở đây cũng sẽ vuông. Đây 90 độ thì bên đây cũng sẽ 90 độ. Các em hiểu không nào? Như vậy thì trong cái tam giác BMI, BMI vuông tại M, vuông tại M thì chúng ta sử dụng ở đây hồi nãy, ở đây là bằng 1, ở đây là bằng 2, tại vì anh này á là gấp đôi anh này, cứ đúng nào? Ở đây là vuông, ở đây thì đây là cạnh huyền. Ở đây biết đối và biết kề, chúng ta nên sử dụng tan. Mà ở đây người ta không phải gọi chứng minh cái góc MIB mà người ta yêu cầu là chứng minh góc AIB. Thì thực chất nó cũng là góc Y thôi các em ạ. Thực chất nó cũng là góc Y. Ở đây như vậy thì chúng ta có góc AIB, chúng ta sử dụng tan ha. Tan của góc này nó sẽ bằng đối này, đối chia kề này. Đối là MB này, kề là MI này. Như vậy đây là 1, ở đây là 2, cái đúng không? Thì bằng 1/2 thì chúng ta sẽ tính ra được cái số đo góc của nó. Như vậy chúng ta đã chứng minh được cái góc AIB này này không đổi, nghĩa là nó sẽ bằng một cái số đo góc nào đó ở đây. Em hiểu chưa nào? Rồi thầy để thước ra đây, rồi chúng ta nhìn trình hình, rồi thầy sẽ làm cho các em nhá. Rồi ở đây chúng ta sẽ tiến hành lập luận ở câu A nha. Câu A như vậy ta có cái góc này các em, AMB là góc nội tiếp đúng không, chắn nửa đường tròn, nửa đường tròn nên ta suy ra cái góc AMB này này sẽ bằng bao nhiêu độ? 90 độ theo cái hệ quả đúng không? Ở đây hệ quả này nghe. Rồi sau khi chúng ta nó vuông thì bây giờ chúng ta có là trong cái tam giác BMI thì vuông tại M ha, có là trong cái tam giác BMI vuông tại M có đúng không nào? Chúng ta sử dụng tan, đáng lẽ tan của MIB nhưng mà ở đây người ta yêu cầu là AIB nên ta ghi luôn là ở đây nha, tan của AIB sẽ bằng tan, đây là bằng đối chia cho kề là MB trên MI. Mà MB này cứ ghi lại, MI thì bằng là 2 lần MB. Có phải không nào? Như vậy MB, MB đây hết. Như vậy nó chỉ còn là một phần, phần 2. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ 1/2 là bằng bao nhiêu em? Bằng 0.5. Chúng ta bấm máy tính, chúng ta suy ra cái góc AIB. Các em còn nhớ cách bấm này không nào? Như vậy thì sau khi mà chúng ta bấm máy tính rồi thì
chúng ta sẽ biết được cái số đo nó là bằng 26 độ 34 phút các em nhé. Như vậy chúng ta kết luận ở đây dùm thầy là vậy cái góc AIB không đổi với là cái góc AIB sẽ bằng là 26 độ 34 phút, được chưa nào? Còn việc bấm này thì trong học kỳ 1 cái chung 1 về tan sin cos tỷ số lượng giá thì thầy đã nói rất là nhiều rồi đúng không nào? Ok, đó là câu A các em nhé. Chúng ta đi sang câu B nhé. Câu B thì người ta yêu cầu gì? Tìm tập hợp các điểm y nói trên. Đây các em, tìm tập hợp các điểm y nói trên. Như vậy sau khi chúng ta đã biết được ở đây là 26 độ 34 phút rồi thì người ta yêu cầu tìm tập hợp nói trên, tập hợp điểm y nói trên này. Thì như vậy thì chúng ta biết là người ta đã cho chúng ta là AB này cố định rồi, đúng không? AB cố định và góc này chúng ta vừa đã tính ra được là 26 độ 34 phút. Như vậy thì tập hợp các cái điểm y này đó chính là gì? Là cái cung chứa cái góc 26 độ 34 phút dựa trên cái đoạn thẳng gì AB cố định này, được chưa nào? Như vậy thì chúng ta ghi lại câu B vô nhé. Vì là AB cố định này, đó, đầu tiên chúng ta phải chỉ ra cái cố định trước. Sau đó với lại là gì nào? Chúng ta có cái góc AIB là bằng là 26 độ 34 phút ha. Vậy cái tập hợp các cái điểm y là gì các em? Là cái cung chứa góc 26 độ 34 phút dựng trên cái đoạn thẳng gì các em? AB, được chưa nào? Đó, ok chưa? Rồi chúng ta trở lại cái bài này nhá, cái hình vẽ này em nhìn một xíu nào. Câu A thấy chưa? Câu B. Rồi nếu như các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy click quảng cáo và chia sẻ cho các bạn cùng trường cùng lớp và trên mạng xã hội, say like, comment tích cực giúp thầy nhé. Cảm ơn các em đã luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng thầy và cô. Bữa nào thầy có cái sản phẩm từ YouTube nút bạc thì thầy sẽ livestream cho các em nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo ở bài 51 và 52 nha.